Một cụ ông 60 tuổi đi xe máy đã bị ô tô hút văng từ cầu vượt ngã tư Vũng Tàu thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rơi xuống đất, được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trưa ngày 15 tháng 5, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên cầu vượt ngã tư Vũng Tàu thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 phút trên cầu vượt thép ngã tư Vũng Tàu hướng từ cầu Đồng Nai về trung tâm thành phố Biên Hòa. Lúc này, ông Diệp Kim Hiếu, 60 tuổi, quê An Giang, điều khiển xe máy biển kiểm soát 60B936730 lưu thông trên cầu vượt, bất ngờ bị một ô tô chưa rõ loại xe biển kiểm soát chạy cùng chiều tông trúng. Tai nạn làm xe máy của ông Hiếu ngã trên cầu, trong khi nạn nhân bị văng qua lan can và rơi xuống đất từ độ cao 10m. Cụ ông 60 tuổi sau đó được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Xảy ra vụ việc, tài xế lái chiếc xe ô tô liên quan vụ va chạm điều khiển phương tiện trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Biên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.